Rồi, phục vụ luôn nhá. Là anh gọi gì em ạ? Này. Dạ. Tôi là tôi hàng ngày tôi ăn ở đây ấy, tôi là khách quen ở đây đấy. Dạ vâng, mùi mặt anh em nhớ rồi. Nhưng mà đồ ăn hôm nay kỳ. Sao lại kỳ ạ? Kỳ là kỳ thế nào ạ? Đây vẫn là cái món mà anh vẫn ăn đây, còn gì nữa ạ? Xôi đỗ này, ruốc này, lạc này. Và đặc biệt là anh luôn luôn yêu cầu thêm một nước khoanh tròn. Đây nó vẫn là nói ạ. À, nhưng mà anh lạ lắm. Lạ? Ờ, nói thẳng ra là nó tệ ấy. Đấy, anh nói thế quá lời ấy. Vẫn là cái món của anh ăn, đúng không ạ? Nó vẫn là cái món xôi này, vẫn là đầy đủ cái gia vị như thế này. Vẫn là tay em bê ra, vẫn là bếp nhà em làm. À đây, bố ơi, con nhờ bố tí. Đây, em gọi thả bếp ra cho anh. Thế này, anh bảo anh ăn xôi của bố làm hôm nay nó khác. Khác là khác thế nào? Vẫn tất cả những cái như ngày hôm qua mình làm mà. Nguyên chi thế mà. Cái quán này hay nhỉ? Bây giờ cái món này nó khác thì tôi phải được quyền ý kiến nhé. Không to tiếng với ai đấy. Hả? Thế ông muốn cái gì? Ông đến đất nhà tôi xong bây giờ là ông định to tiếng với ai? Ông muốn thế nào hả? Ông còn nhớ được là tất cả những cái món trước đây ông ăn vị nó như thế nào không? Ông bảo rằng cái tôi đâu. Sao mà tôi không nhớ được? Ngày hôm qua tôi vừa mới gọi cái món này mà. Ông có khẳng định là cái đúng cái vị này không? Khẳng định là đúng cái món này nhưng mà khác vị. Thì nó vẫn là nó đấy. Tôi để từ hôm qua đến hôm nay, ông ăn cũng bảo khác là khác thế nào. Bơ bà vẩn. Ôi trời ơi. Thế này thì mới đuổi hết cách của tao rồi. Cái thằng kia, đứng lại đi tao bảo.